Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mới có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép chia sẻ dữ liệu về một số lĩnh vực do bộ và các cơ quan đang quản lý để Đà Nẵng khai thác và sử dụng trong công tác quản lý tại địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cục Đăng kiểm và Tổng cục Đường bộ trên các lĩnh vực như hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cấp giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu, phù hiệu xe ô tô, giấy phép liên vận, thông tin đăng kiểm xe, hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu về cầu đường, quốc lộ và địa phương. Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu này được cho là sẽ giúp Đà Nẵng triển khai hiệu quả đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố.